Hoàng đế Beckenbauer qua đời ở tuổi 78. Thế giới bóng đá tiếc thương. Theo thông báo từ gia đình Hoàng đế Beckenbauer, huyền thoại bóng đá Đức đã từ biệt nhân gian ở tuổi 78. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải báo tin rằng Beckenbauer đã qua đời. Ông chút hơi thở cuối cùng bên cạnh gia đình. Chúng tôi mong mọi người thể hiện sự tiếc thương trong im lặng và không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Tờ The Guardian cho biết, sức khỏe của Beckenbauer suy giảm đáng kể từ năm 2015. Ông phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson, chứng mất trí nhớ cũng như trải qua phẫu thuật tim. Beckenbauer được đánh giá là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Ông là một trong hai gương mặt ít ỏi từng vô địch World Cup khi còn là cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Bên cạnh việc có những lần xưng vương ở World Cup, Beckenbauer còn tạo ra chiến tích lịch sử trong áo Bayern Munich. Ông cùng hùng xám xứ Bavaria vô địch cúp C1 trong 3 năm liên tiếp, kéo dài từ năm 1974 đến năm 1976. Xuất phát điểm của Beckenbauer ở vị trí tiền vệ, tuy nhiên ông lại thành danh khi đá trung vệ. Ngoài ra còn sáng tạo ra vai trò hậu vệ quét, dù chơi hàng phòng ngự, nhưng cố huyền thoại này lại có tới 2 lần giành danh hiệu quả bóng vàng, 1972 và 1976. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá đã chia sẻ sự tiếc thương lên mạng xã hội. Cựu danh thủ Darren Fletcher viết: Beckenbauer xứng đáng được ghi nhận, đặc biệt khi đã làm thay đổi lịch sử bóng đá. Hiếm quái vĩ đại như Beckenbauer, hãy yên nghỉ. Trong khi đó, Gary Lineker cũng thể hiện thái độ tương tự, kèm theo sự ngưỡng mộ. Beckenbauer là một trong những cái tên đẳng cấp nhất từng giành mọi danh hiệu trong sự nghiệp. Yên nghỉ nhé.